Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài cũng như là chị Nắng Xuân ha. Do đường xá xa xôi, trời mưa quá cả nhà nên chị Nắng Xuân mới tới luôn á. Nhưng mà khi tới thì cũng không quên là cái vấn đề là thương bác Năm. Chị Nắng Xuân gọi là chú Năm cả nhà. Thì mời bác Năm ly cà phê sữa nha. Nói chung đi đâu làm gì làm, đã tới mộ thì phải vào thắp hương và có một cái gì đó. Mời bác Năm ăn sáng hoặc là uống nước cà phê, ví dụ như cô chú anh chị. Sáng thì em cũng đã cúng rồi, thỉnh lộc bác Năm ăn luôn rồi cả nhà. Ăn lộc bác Năm để cho có gọi là như là được bà con yêu quý, yêu thương quý cô chú anh chị. Thì chị Nắng Xuân vào mời bác Năm uống cà phê sữa quý cô chú anh chị. Thì trời lúc giờ này thì mưa cũng đã, những hạt mưa cũng đã dứt rồi cả nhà, nên cũng ổn ha. Đó. Sáng giờ thì chưa có một cái khán giả nào tới hay quý cô chú anh chị. Trời mưa này thì em nghĩ chắc xíu nữa chắc trời mưa quá nữa quá. Nên sáng thì cũng không có lau mộ cả nha, không cần phải lau mộ. Okay. Nhà chị Nắng Xuân thì đi rất là xa luôn quý cô chú anh chị, ước tính khoảng 80 cây với cô chú anh chị, thì sáng đi thì chiều về thì tầm khoảng 160 cây cả nhà. Nhưng mà vì tình cảm yêu thương bác Năm nên chị Nắng Xuân không quản ngại đường xá xa xôi cũng như là mưa gió mà xuống đây thì quay cũng đâu có gì đâu cả nhà, cũng đâu có view có gì đâu, vì tình cảm thôi. Thôi đi qua ngoại đi, mưa gió này sao lau mộ được nữa, nên qua mộ ngoại thôi. Bữa nay là trà bảo. Bảo đúng rồi. Bảo tại vì là sáng là 4 giấc 3-4 giờ là nó mưa rồi. Mưa xong cái mưa nhỏ lại. Nhỏ lại xong cái lúc mà chị đi lên đây á là mưa một xíu à. Rồi bắt đầu cũng đi dọc đường cái nó mưa lớn là tới nay luôn. Giờ hết mưa. Hết mưa rồi. Chắc là sẽ mưa nữa. Hôm nay chắc là bão hay gì á, hồi nãy thì cũng nghe bà con cô bác nói là ở mấy cái tỉnh khác thì cũng có mưa. Bão mà. Hôm nay với lại Tết Trung Thu á, Tết Trung Thu là ngày rằm, Tết Trung Thu là nghe cũng có mưa, có bão vậy đúng không? Tết Trung Thu là Tết của thiếu nhi. Làm thơ tiếp. Mà sao người lớn lại thích đi nhiều? Đi nhiều rồi lại làm liều. Làm liều cho cố lại rồi có nhiều thiếu nhi. Chắc trời mưa. Nói cô chú anh chị, bây giờ thì cho cô chú anh chị nhìn cái khung cảnh buổi sáng hôm nay ở trời bão ở mộ bác Năm Vũ Linh thì nghĩa trang Hô Viên tỉnh Bình Dương ha. Bởi nó mưa nó buồn hiu hắt luôn cô chú anh chị. Rồi chị Nắng Xuân thì qua bên mộ ngoại ha để thắp nhang. Sáng thì Tài cũng đã qua rồi, mời ông ngoại ăn bánh nước trà để mình sẵn qua đây mình đâu em mới thắp sáng đó. Chị Nắng Xuân cũng làm một chút xíu gì đó bày tỏ tình cảm nữa cả nhà. Hồi sáng thì các bạn nó nằm ở ngoài xíu cả nhà thấy không, là em hơi em giờ vô xíu á, em giờ vô xíu nhưng mà không sao, đèn nó vẫn còn cháy ha. Cái đèn hoa sen sáng em lấy cái đèn ly em để lên đó luôn, chứ để cái đèn kia thì gió nó dễ bị tắt nữa. Nói tới cái bàn thì lại nhớ tới chị Nga ở Củ Chi, để bà con hiểu lầm là Nga nào nữa. Chị Nga ở Củ Chi nghe quý cô chú anh chị. Chị Nga đó chị rất là thương bác Năm nè, ông ngoại ngộ nè, cũng như là cô Thanh Kim Huệ nè, soạn giả với lại nghệ sĩ soạn giả Nhị Kiều, nghệ sĩ nhân dân Tám Văn đó. Mỗi lần lên đó thì chị Nga đều có một chút xíu lòng thành
những cái bánh, những cái hộp sữa, những cái lon nước ngọt hoặc là những chai nước suối, những cái bó nhang. Đó, thì cái bàn này là của chị Nga ở Củ Chi. Đó, của chú anh chị, và nó là một tình cảm. Chị Nga chị cũng rất hay là giúp đỡ những cái hoàn cảnh giống như là hôm bữa mà bác mà con mèo đúng không? Hả? Con mèo đó. Lại bác mà chết ở nhà trọ đó nhớ không? Chị rửa nhang rửa quá trời. À bác Hòa, bác Hòa. Bác Hòa hôm bữa đúng rồi. Chị nghe hoàn cảnh ấy là chị Hôm bữa chị nghe bác Hòa chết mà không có cái hòm đó. Rồi chị cũng có gửi tiền rồi cái cô gì đó. Không, cái nhang là của một cái cô bán tạp hóa ở phía nhà chị Nga. Chị gửi tiền chị ra, chị nói là chị cũng giống như là chia sẻ với lại cái chị đó bán nhang đó. Rồi chị đó thay vì đi mua nhang rồi chị nghe được rồi chị cho luôn hả sao á. Rất là quý luôn, tấm lòng cả nhà. À, chia sẻ đến một chút xíu nữa là không biết chị sao ha, chị Nga cho không, chứ là chị Nga biết sao chị Nga yêu thương những ngôi mộ ở trong đây không? Tại vì nếu mà mình phát tâm mà yêu thương hết thì nghĩa trang rất là nhiều mộ, không thể nào mình làm hết được. Mình chỉ làm ở trong cái phạm vi cho phép có thể thôi. Hồi xưa nghe chị Nga kể là chị Nga ở nhà nghèo khổ á, ở trong nghĩa địa, trong nghĩa trang. Chị Nga hồi xưa là ở trong nghĩa trang nên chị Nga hiểu được là những cái ngôi mộ họ hiu quạnh như thế nào và không có nhang khói như thế nào, nên chị có thời gian là chị sẽ lên thắp hương và cũng như là có một chút gì đó, nước suối hoặc là cái gì đó cũng được, một lon nước ngọt, một cái nước suối hay là một cái bánh, hai cái bánh cũng được. Nên giống như là chị đồng cảm á, chị từ nhỏ chị sống ở nghĩa trang, mà nghĩa trang nào mà em quên à. Chị cũng có kể sơ sơ xíu về cuộc đời của chị á cả nhà. Hôm bữa thì cổ thấy cô Thanh Kim Huệ dẫn đi ăn chè. Đó, đây là mộ của ông ngoại nè quý cô chú anh chị. À, bây giờ đi thắp hương cho nhà thơ Kiên Giang. Thôi để cho chị Nắng Xuân đại diện luôn đi, tại vì hồi nãy thì nó còn mưa nên em không có thắp, bây giờ hết mưa rồi thì để cho chị Nắng Xuân đi thắp luôn đi cả nhà. Đó, bây giờ đi qua bên thắp hương cho nhà văn Sơn Nam. Gió đó, gió nó bạc lên á. Quý cô chú anh chị, mộ của nhà văn Sơn Nam phải nói là nó rất là rộng ha cả nhà, cái diện tích nó rộng. Mộ ông như một chiếc xe tăng. Nè cái mộ nè, giống như chiếc xe tăng không? Nó cái nó chùi 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 xuống giống như chiếc xe tăng gắn lên. Phải, vậy là chị lầm tưởng đó. Cái cuốn cái cặp với lại cuốn sách nó lú ra. Cái dây quải đó, có cộng dây quải đó, thấy không? Cái đó là cái túi sách, cái túi sách. Rồi bắt đầu có cái một giống như một cái bức tranh hay một cái gì nó bự bự nó lú ra. Chị tưởng đâu cái cây súng không? Không phải. Hôm trước thì cũng có mấy anh em cũng tưởng là cây súng nhưng không phải. Mấy cây đó giống như cây dương sĩ hay gì. Cây đó là nó tự mọc thôi. Mà mộ của nhà văn Sơn Nam thì được an táng trước mặt tiền luôn của chú anh chị. Và cái khu này thì em thấy là cả nhà nhìn thấy nè, rất là rộng ha. Rộng hơn mộ Bắc Nam nhiều luôn á. Rộng lắm, không biết có còn ngôi mộ. Còn ngôi mộ nào nữa không? Thôi thì sáng nay thì chỉ đơn giản vậy thôi cả nhà. Tại vì trời mưa ha. Đợi tới trưa trưa mà trời không mưa đi rồi lúc đó mình sẽ đi thắp nhang ha cả nhà. Bây giờ em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ha ở video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm, theo dõi, yêu thương, ủng hộ ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, cũng như hôm nay là 16 cuối tuần hả?
Bữa nay 16 âm lịch, em không biết thứ mấy nhưng mà em biết ngày 16 tháng 8 âm lịch, hôm qua là Tết Trung Thu. Thì chắc có lẽ là ai đi chơi Trung Thu thì sẽ rất là mệt, hôm nay không biết chắc ngủ trễ. Thì thôi thì xin chào, tạm biệt. Hẹn chào cô chú coi. Dạ, xin chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha. Chúc cả nhà mình một ngày thứ bảy nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nha.